Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nhân dân xã Trung Hà khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, tập trung xem xét thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội của năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022 và các tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã và 23 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo trình tại kỳ họp năm 2021, tình hình kinh tế xã hội nói chung, xã Trung Hà nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thực hiện chủ đề năm của huyện, xã Trung Hà đã xác định các nhiệm vụ quan trọng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách sát thực và hiệu quả, đảm bảo toàn diện trên lĩnh vực công tác. Kinh tế xã tiếp tục ổn định phát triển, trong đó ngành nông nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 14%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 86%. Công tác tài chính, ngân sách được xã tập trung triển khai các biện pháp, các khoản thu ngân sách trên địa bàn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, trong đó tổng thu ngân sách xã thực hiện gần 100% so với dự toán năm. Có nhiều khoản thu ngân sách đạt cao, công tác quản lý đất đai được tăng cường, lĩnh vực văn hóa, chế độ chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ Tết, địa phương đã kịp thời trao tặng quà tới các đối tượng xã hội, người có công. Tình hình an toàn chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Xã thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức tiêm phòng vaccine và triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Bầu cử xã đã thực hiện tốt các nội dung, quy trình, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày sau đó, Hội đồng Nhân dân xã đã tổ chức các quy trình và bầu chức danh chủ chốt của địa phương, đảm bảo theo đúng luật định. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã đã thể hiện được tính liên tục và kế thừa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, kỳ họp tập trung thảo luận và xem xét nhiều vấn đề quan trọng và là căn cứ để xây dựng kế hoạch, các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể năm 2022. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến góp phần vào sự phát triển của địa phương. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã xem xét và thông qua các báo cáo như báo cáo thu chi ngân sách xã năm 2021, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022, báo cáo công tác quản lý đất đai năm 2021, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp 3 Hội đồng Nhân dân xã. Các tờ trình về việc thu chi ngân sách năm 2022, tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp năm 2020, cùng nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định. Tại kỳ họp, theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ định và điều động đồng chí Lê Đình Hiệu, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, tham gia là thành viên ủy ban và tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đồng chí Lê Đình Hiệu đã đạt số phiếu 100% vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hà. Tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đình Hiệu trên cương vị công tác mới.